Chào mừng tất cả các bạn khán giả đã quay trở lại với VSET 2023 Hoàng Hôn, và chúng ta sẽ chuẩn bị đến với trận đấu playoff giữa Teamwell và Sài Gòn Buffalo. Đây cũng sẽ tiếp tục là một cơ hội cuối cùng nữa để hai đội có cơ hội lên ngôi tại VSET mùa này. Đây là round 4 và đây là nhánh thua. Cơ hội sẽ là cơ hội cuối cùng để cả hai đội tuyển bước tới là chiến đấu với một team nữa, đó là team Secret. Và hôm nay chính là thời điểm mà cả hai team sẽ cố gắng và tập trung hết sức. Và đây cũng là cơ hội cuối cùng dành cho cả hai đội khi mà Teamwell cùng với cả Sài Gòn Buffalo đang muốn có được cho mình là tấm vé đi đến với chung kết thế giới hoặc cao hơn là trở thành nhà vô địch của VCS 2023 Hoàng Hôn này. Giờ đây chúng ta hãy đến với một cái phần dự đoán để các bạn có thể biết rõ hơn là những cái suy nghĩ của chúng tôi hay là những cái dự đoán chung của cộng đồng về cái trận đấu này. Theo những gì mà tôi đang thấy thì với việc là đội đã có phần tích khá là tốt ở giai đoạn vòng bảng thì hiện tại Teamwell đang được đánh giá rất cao, và phần nào đó thì cái phong độ của họ trong các trận đấu gần đây cũng đã thể hiện điều đó. Đúng vậy, bởi vì Teamwell họ đã giành chiến thắng xuất sắc với tỷ số là 3-0 trước Cyprus. Trong khi đó thì Sài Gòn Buffalo họ cũng đã vất vả để giành chiến thắng với tỷ số 3-2 trước Team Flash. Bây giờ thì đây là thời điểm mà cả hai team sẽ cần phải cố gắng hết sức. Và theo thực lực của cả hai team thì đa phần những người chơi đều nghĩ rằng Teamwell sẽ mạnh hơn so với cả SGB một chút, nhưng cần phải hết sức cẩn thận. SGB họ có một cái lối chơi và lối ban pick rất đa dạng. Và cái lối ban bích đến từ bên phía của SGB nó cũng giống như là một con dao hai lưỡi khi mà anh Dương đã chia sẻ. Thì nó mang cái nặng về tính chất là vận hành trận đấu hơn khi mà nó chọn những quân bài khá là off meta, và nó thực sự vẫn chưa được SGB vận dụng tốt lắm khi mà họ đối đầu với Team Flash. Và dẫn đến một cái kết quả là 3-2, nếu mà thường nếu như mà được, họ có thể kết thúc với cái sự bất ngờ trong dạng chiến thuật của họ với chỉ số là 3-0 hoặc 3-1 chẳng hạn. Ngày hôm nay thì tôi rất là đồng ý bên Brady, và tôi là người đưa ra tỷ số. Thật ra tôi thuộc số ít. Tôi thuộc số ít của số nhiều, là tôi nghĩ là sẽ là thắng lợi dành cho Teamwell, và kết quả mà tôi đưa ra sẽ là 3-0 dành cho Teamwell trong trận đấu ngày hôm nay. Tôi không biết là anh Lavendy như thế nào ạ? Thực ra thì tôi cũng dành một cái sự ưu tiên, một cái sự tình cảm nhất định dành cho cả hai đội tuyển này. Sài Gòn Buffalo thì họ mới chỉ form cái đội hình của họ một mùa mà thôi, nhưng để đến với chặng đường này thì họ đã thể hiện vô cùng xuất sắc. Với một mùa thôi nhưng họ đã làm khó không ít đội tuyển trong hành trình đối đầu. Và tôi đang dự đoán là Teamwell sẽ giành chiến thắng với tỷ số là 3-2, và chúng ta sẽ có 5 ván trong ngày thi đấu này, thể hiện rõ ràng là tôi có một tình cảm rất đặc biệt với cả hai team. Còn tôi dự đoán Teamwell sẽ chiến thắng với chỉ số là 3-1, bởi vì phần nào đó cái chiến thuật đột biến đến từ bên phía của Sài Gòn Buffalo sẽ gây được bất ngờ trước Teamwell bên phía bên kia và có được cho mình là ít nhất một ván thắng. Và từ đó khi mà Teamwell họ lấy lại được cái phong độ hiện tại thì họ có thể có được cho mình là chiến thắng 3-1 trước Sài Gòn Buffalo. Và đây là đội hình ra quân của bên phía Teamwell, không thay đổi nhiều, vẫn là đội hình cũ và đội hình mạnh nhất mà họ đang có trong đội hình của mình để mà mang ra thi đấu với Sài Gòn Buffalo bên phía bên kia. Họ sẽ có Spada đường trên, Binzay đi rừng, Glory đường giữa, Artemis xạ thủ và hỗ trợ sẽ là Bier. Trong khi đó bên phía của Sài Gòn Buffalo chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem vị trí đường giữa sẽ là ai. Như vậy là ngày hôm nay Blaze đã trở lại với đội hình xuất phát của bên phía Sài Gòn Buffalo. Còn ở vị trí đường trên, Cô Tịch đi rừng, Guri xạ thủ Sogun và hỗ trợ đó là Slay. Như vậy là Sài Gòn Buffalo họ sẽ đánh với đội hình thiên về tấn công nhiều hơn khi mà người chơi đường giữa của họ đó là Blaze. Anh chàng này thì có thu xu hướng là mang những vị tướng, mang thì đường sát thương như là con bài Tristana, như là con bài Jay ở đường giữa. Thậm chí là Syrah cũng là một vị tướng mà khiến cho rất nhiều đội tuyển đối đầu với cả Sài Gòn Buffalo họ gặp khó khăn. Trong khi đó thì Teamwell họ vẫn là đội hình mạnh nhất của họ với 5 thành viên xuyên suốt cả mùa giải. Về chiến thuật bên phía của Sài Gòn Buffalo, tôi nghĩ rằng khi mà họ đưa cái đội hình này ra, khi mà có Play ở trong vai trò ở khu vực đường giữa, thì tôi nghĩ là họ sẽ không thay đổi quá nhiều chiến thuật theo thuộc dạng là off meta giống như giai đoạn hiện tại, hoặc là ít nhất có thể ở cánh dưới của bản đồ với việc là Varus cùng với cả Heimerdinger sẽ là một bộ đôi cực kỳ mạnh mẽ trong việc đẩy đường cũng như là đè lên sớm dành cho bên phía của Sài Gòn Buffalo để họ đánh mạnh ở trong giai đoạn đầu game. Đó là chiến thuật mà họ vận dụng hiệu quả nhất ở trong mùa giải này. Nếu như nói về ấn tượng mà Play để lại cho tôi mỗi khi mà Buffalo sử dụng anh ta, đó là anh ta sẽ thiên về những con tướng mà bản thân anh ta cũng sẽ là một carry, chứ anh ta sẽ không đánh theo kiểu là xoay quanh Sogun. Chúng ta thấy điều đó được thể hiện khá là rõ trong vòng đấu trước của bên phía Buffalo. Nếu như bắt anh ta đánh cover ở Sogun, anh ta không hiệu quả, nhưng cho phép anh ta carry thì anh ta lại làm tốt. Vậy thì hãy cùng chờ đợi xem là liệu một lựa chọn tướng như thế nào sẽ dành cho đường giữa của Buffalo ở trong ván đấu đầu tiên này. Như vậy Teamwell là đội được chọn bên trong ván 1, họ đã chọn đội 1 và họ cấm đi Nocturne, Talia và Bobby, đó là ba con tướng đi rừng bị cấm của Guri. Và Sài Gòn Buffalo họ đã cấm đi con bài Tristana, con bài Nico cùng với cả con bài LeBlanc. Nhưng vị tướng được đánh giá là rất mạnh ở vị trí đường giữa trong phiên bản là 13.15 này. Và rất nhanh Teamwell họ chốt là con bài Rell. Rell ở meta 13.15 và là vị tướng được đánh giá rất mạnh trong cái vòng playoff này. Vẫn còn đó là Jay dành cho bên phía của Sài Gòn Buffalo, họ đang suy nghĩ và họ đã khóa luôn cái lựa chọn này lại rồi, một lựa chọn rất mạnh ở khu vực đường giữa dành cho Blaze để mà có thể hỗ trợ cho người chơi đi rừng của mình là Guri với những quân bài mang thiên hướng là hỗ trợ như là Senjuani, Maokai để mà kết hợp để cho Sogun có một khoảng thời gian trong giai đoạn đầu của ván đấu
có được cho mình một cái lượng tài nguyên ổn. Và cũng đừng quên rằng ở trong cái trường hợp hiếm hoi nào đó, tôi vẫn đồng ý là con xe này sẽ thiên ở đường giữa nhiều hơn. Nhưng nếu như nó được đưa lên đường trên thì cũng sẽ không phải là bất ngờ, bởi vì cô Tịch là một người sử dụng dây khá là nhiều trong sự nghiệp của mình ở tại VCS. Trong khi đó, đội hình của Teamwell đang rất rõ ràng họ sẽ đánh mạnh nhất ở đoạn giữa của ván đấu này, với Vi đã được khóa vào combo Vi và Ari. Combo rất dễ chơi, cực kỳ dễ vận hành ở thời điểm cấp độ 6 rồi đi. Như vậy là họ chấp nhận sẽ hơi khó khăn một chút xíu ở đường giữa để có thể có được một combo là Ari kết hợp với Vi. Đây là một combo sốc sát thương đơn mục tiêu rất mạnh và có thể là di chuyển hai cánh cũng cực kỳ mạnh nữa. Trong khi đó thì Sài Gòn Buffalo họ đang nhá vào là Maokai. Như vậy là con xe Juani cùng với cả Maokai kết hợp tốt với con bài Jay này, họ quyết định là Maokai một vị tướng có khả năng bùng nổ hơn về giai đoạn sau với cái chiêu cuối diện rộng rất nguy hiểm của mình. Với cái cặp đôi như là Ari cùng với cả Vi ở bên phía của Teamwell, họ sẽ áp lực nhiều hơn khi mà đối phương họ liên tục di chuyển ra để có thể phá đi cái lượng tầm nhìn được cấm bởi Jay cùng với cả Maokai trong bên phía của Sài Gòn Buffalo. Nhưng mà với cái chòi non thì tôi đang nghĩ rằng là Maokai vẫn có một cái việc nhỉnh hơn về việc kiểm soát tầm nhìn, sau đó là sẽ hạn chế những pha tả xung hữu đột hay là phi hồ đến từ cả Glory cùng cả VJ. Bây giờ là việc còn lại đến từ cả hai đội là họ sẽ muốn hoàn thiện đội hình ở khu vực cánh dưới của bản đồ và cả khu vực đường trên. Tôi nghe thời điểm này tôi đang cảm thấy đội hình của bên phía Teamwell sẽ khó đánh hơn. Thứ nhất là tại vì xạ thủ bên phía của Buffalo đó là Saya, thì Saya sẽ không sợ Vi và Ri bởi vì cái võ tố nổi dậy của mình. Chưa kể là trong những trường hợp mà Vi và Ri lao vào thì Maokai có thể đơn giản sử dụng chiêu cuối của mình đẩy ngược ra và nó sẽ chia cắt cái đội hình của phía Teamwell. Vận hành được đội hình này của Teamwell không phải là dễ một chút xíu nào cả. Và bên phía Buffalo thì họ nhận ra bên đội tuyển đối thủ của mình là Well chưa có xạ thủ, họ đã cấm đi hai con tướng xạ thủ, trong đó có một con tướng lao vào chung với lại Vi và Ri là Samira. Rakan không, Sài Gòn Buffalo họ vẫn còn Rakan ở trong tình huống này để kết hợp tốt với cả một con bài Saya. Ở bên kia có Reo, một cái tướng hỗ trợ quá là mạnh mẽ, nhưng họ quyết định họ lấy cá sấu ở đường trên. Như vậy team Well ở trong tình huống này họ có thể lấy là con bài Rumble nếu như họ muốn đánh triệt để ở đường trên, kết hợp với cả một con tướng xạ thủ. Jerry đã bị cấm rồi thì chúng ta sẽ cùng chờ xem là họ sẽ hướng tới là vị tướng nào. Còn có cho mình là Kai'Sa. Kai'Sa cũng có thể được sử dụng ở trong tướng này. Và thực sự thì Kai'Sa ở vòng playoff này có tỷ lệ thắng không cao cho lắm đâu nha. Mặc dù như vậy nhưng mà Kai'Sa vẫn là một vị tướng khá là đa dụng với cái lối lên đồ có thể thiên hướng về sức mạnh thể thuật hoặc là sức mạnh chí mạng dành cho đội hình của mình. Nếu mà vị tướng này cần chó được cho mình một khoảng trống thì sát thương phép thuật sẽ là tốt nhất với cái team truy kích của mình, hay là thuộc dạng về chí mạng để có thể sốc sát thương nếu mà đối phương có quá nhiều vị tướng mang thiên hướng là chống chịu như là Renekton hay là Maokai. Nhưng mà nó sẽ còn tùy thuộc vào Artemis xem coi như là anh ta sẽ lên cho mình những món đồ như thế nào để mà phù hợp với tình hình của trận đấu. Và Kassente đã được khóa lại ở khu vực đường trên dành cho Sparta để mà đối đầu với con Renekton trong tay của cô Tịch. Như vậy là đội hình của Teamwell đã xác định là cả 5 người cùng vào chung với nhau. Với Kassente, Vi, Rel, Ari và Kai'Sa thì tất cả họ sẽ lao vào mỗi khi có cơ hội. Và khả năng dứt điểm nhanh một mục tiêu của họ là rất mạnh. Trong khi đó thì Buffalo, tôi nghĩ rằng họ cũng không phải quá ngại, bởi vì mục tiêu trọng yếu nhất bên phía đội hình của Buffalo đó là con Saya, thì nó có khả năng tự bảo vệ bản thân. Do đó bên phía Buffalo quyết định rằng họ sẽ tăng thêm khả năng tấn công của mình với Blitzrang được đưa vào cho Slay. Đây là một lựa chọn rất thú vị, tại vì đầu mùa đến giờ tôi cảm giác là Slay sẽ ưu tiên những con tướng mang thiên hướng hỗ trợ và bảo kê cho Sogol nhiều hơn. Nhưng anh ta sẽ đánh tấn công trong bài đấu này. Đúng là như vậy, đây sẽ là một ẩn số rất lớn của Sài Gòn Flow. Nếu như để có thể khống chế lại đội hình đối phương, họ có thể đánh cover. Ví dụ như con bài Ram chẳng hạn. Nhưng họ quyết định của họ là lấy đi một con bài là con Blitzrang này để tạo ra đột biến, và đây sẽ là một ẩn số thuộc về Sài Gòn Flow. Trong khi đó thì đội hình của team Will trong ván thi đấu này, đội hình như anh Luân đã chia sẻ, đó là đội hình lao vào với cả 5 thành viên. Còn ở bên kia có Jay rỉa máu tốt, có quyền lực thiên nhiên thả ra. Quyền lực thiên nhiên này không nhất quyết là có thể là tấn công mà có thể dùng để có thể cản đối phương lao vào nữa. Còn đội hình của Sài Gòn Flow sẽ là đội hình gấp lượt lẻ một thành viên ở đó với con bài Blitz, sau đó là có thể để cho con Jay này rỉa máu và dùng quyền lực thiên nhiên để thể ngăn cả đối phương lao vào. Cái khả năng kết hợp giữa Jay cả không, đó là Blitzcrank cùng với Maokai, tôi nghĩ là bên phía của Sài Gòn Follow phần nào đó cái sự đột biến về mặt tầm nhìn của họ sẽ tối ưu hơn so với Teamwell ở bên phía bên kia. Blitz thì đợi cho đến khi mà đối phương lộ hình thì anh ta có thể dùng cho mình là cú kéo, sau đó là tạo một cái đột biến bắt lẻ được một người ở bên phía của Teamwell lại. Nhưng mà Teamwell thì lại khác, họ không nhắm được vào Saya khi mà vị tướng này vẫn còn, đó là bảo tố nổi dậy, thì bọn họ vẫn có thể nhắm vào những mục tiêu khác mang thiên hướng chủ cốt ở trong đội hình của bên phía Sài Gòn Buffalo, đó chính là Play ở khu vực đường giữa. Bởi vì Jay không phải là một vị tướng có một cái độ cơ động quá là cao ở trong giai đoạn ban đầu của ván đấu.
Ván thi đấu đầu tiên trận đối đầu BO5 giữa Team Well và Sài Gòn Buffalo sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Đây là cơ hội cuối cùng cũng như là bước tiến gần hơn đến chiếc vé thứ hai tham dự chung kết thế giới đại diện cho VSET tại năm 2023. Theo cảm nhận của tôi, đây sẽ là một cặp đấu vô cùng hấp dẫn. Và trước khi đến với cặp thi đấu này, rất mong quý vị và các bạn có thể để ra một lượt like, một lượt subscribe dành cho kênh VSET lên điện thoại để chúng ta sẽ cùng tận hưởng nốt cuối mùa giải VSET 2023 Hoàng Hôn với những trận đấu vô cùng gay cấn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với Ngọc Then Chốt. Và Ngọc Then Chốt đến từ bên phía của Sài Gòn Follow. Tôi đang thấy được rằng Slay anh ta mang cho mình đó là một cái nâng cấp băng giá, có nghĩa là anh ta sẽ muốn đánh mạnh ở trong giai đoạn đầu trận đấu, cũng giống như là BE bên phía bên kia đang có những nhịp di chuyển đến từ bên phía của Team Well ở phía cánh dưới của bản đồ để mà có thể kiểm soát mắt, hạn chế được cái khả năng đột biến đến từ con bài Big Run trong tay của Slay ở trong giai đoạn ban đầu. Một điểm rất đáng chú ý bên phía đội hình của Team Well là họ không được đánh chậm, họ bắt buộc phải đánh nhanh. Đội hình của họ giai đoạn sau trận đấu tôi nghĩ rằng không mạnh bằng so với là những gì mà Buffalo đang có. Họ cần phải đánh thực sự mạnh ở giai đoạn giữa của ván đấu để tận dụng tối đa khả năng tạo đột biến đến từ cái combo rừng đường giữa là Viary. Chứ nếu như để đến giai đoạn sau thì sức mạnh của bộ đôi này sẽ bị giảm đi rất nhiều kể từ giai đoạn phút 30 trở đi. Đồng ý với anh Luân, đây là thời điểm mà Team Well họ cần phải đánh sớm, đặc biệt là từ cấp độ 6 cho tới hai món trang bị lớn. Đó là giai đoạn hoàng kim của Team Well. Còn Sài Gòn Buffalo, họ có một đội hình dễ chơi hơn, dễ bảo kê hơn về giai đoạn cuối trận đấu và cái lượng sát thương của họ cũng rất là dồi dào nữa. Do đó thì SKB họ sẽ chơi một cách chủ động chậm lại, chờ cho Jay hoàn thành cái thần kiếm là thời điểm mà SKB họ có thể vươn lên dẫn trước. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với vòng rừng của hai người chơi. Vòng rừng của hai người chơi thì khác với bên phía của Sài Gòn Buffalo, Team Well họ đã bị lộ vòng rừng rồi bởi một con mắt cắm cực kỳ tốt đến từ cô từ đó trong giai đoạn ban đầu. Và cái nhịp di chuyển khi mà Team Well họ phải cử người xuống một cánh dưới về, sau đó di chuyển lại, họ không phát hiện được cái tầm nhìn đó. Và có thể như là vận dụng được cái lượng thông tin đầu game quan trọng như thế này thì Sài Gòn Buffalo đã có thể đè đường được đến từ cánh trên của bản đồ đó là cô tịch. Có khu vực đường dưới thì ở cấp độ 1 Lít Răng không phải là vị tướng quá mạnh, còn Rail lao vào và nó không thực sự chính xác lắm nhưng vẫn đủ áp lực để khiến cho Sugun phải lui về. Như vậy là Slay đã nâng E ở cấp độ 1 để có thể hỗ trợ cho Sugun trong tình huống rồi sau khi đối phương lao lên. Một tình huống ép góc nhẹ nhàng đến từ BE và cấu đi cái lượng máu không hề nhỏ của Sugun giúp cho Artemis đạt ở cấp độ 2 trước. Còn bây giờ ở đường giữa chúng ta sẽ cùng chờ xem hai người trên đường giữa trao đổi chiến thức. Có vẻ như là Place là người lỗ một chút máu và năng lượng hơn so với cả Ori. Ori anh ta cầm sốc điện mà anh ta làm khá tốt ở những cái nhịp đầu. Còn bây giờ Vi trong tay của BJ đang hướng tới là vòng rừng 6 bãi. Maokai của Uri sẽ farm chậm hơn so với cả Vi một chút xíu. Đường trên thì rõ ràng Kasate khúc đầu sẽ thua thiệt so với cả cá sấu và Coulter anh ta vẫn đang làm tốt nhiệm vụ của mình. Uri có thể gặp nguy hiểm ở trong pha này khi mà nhịp di chuyển đến từ Artemis cùng với cả BE đi vào, có thể là họ chẳng để lại một con mắt và phát hiện vùng rừng của Guri mà thôi. Anh ta sẽ không cạnh tranh được cua dưới so với bên dây bên phía bên kia bởi vì bộ đôi đường dưới của anh ta đang bị đẩy cao. Anh ta có thể bỏ con cua dưới và di chuyển lên khu vực cánh trên của bản đồ để mà có thể cân bằng lại chỉ số quái rừng so với bên dây bên phía bên kia. Nhưng mà Play đang có một giai đoạn khởi đầu tôi nghĩ rằng không thực sự tốt lắm khi mà con dây của anh ta đang chịu rất nhiều áp lực và đặc biệt là hụt lính tương đối là nhiều khi đối mặt với Ari của Glory trong khoảng thời gian ban đầu này. Đây là điều không nên xảy ra tại vì bạn sẽ để cho con Ari nữa tăng tiến sức mạnh khá là tốt, đặc biệt là cả về mặt trang bị lớn đầu tiên cũng như là cấp độ nữa. Cần phải có thêm áp lực đến từ bên phía Buffalo xung quanh khu vực đường giữa nếu như họ không muốn có Ari này trở nên mạnh sớm. Nhưng có vẻ như con Maokai này của bên phía Guri không cho phép để anh ta găng sớm. Anh ta đang đứng sau lưng đội hình của mình ở khu vực đường dưới trong pha đẩy. Vậy là pha này là pha chỉ cover đồng đội mà thôi. Và sau đó anh ta biến về cua ở sông dưới cũng đã có thuộc về BJ rồi. Rõ ràng là Ari trong tài gọi làm quá tốt nhịp đầu giúp cho người chơi đi rừng của mình có được là con cua ở vị trí sông trên sông dưới này. Còn Guri ở trong ván thi đấu này thì anh ta bắt buộc phải về nhà. Anh ta lên cho mình là một cái gậy bùng nổ hướng tới là món trang bị phép thuật, có thể sẽ là một cái mũ trụ nguyền rủa bởi vì anh ta cầm cho mình là một cái đòn phủ đầu. Anh ta cầm cả thợ săn kho báu nữa, hướng tới là cầm rất nhiều tiền trong người với cái đòn phủ đầu này. Với cái khu vực đường giữa bị đẩy, đường dưới cũng bị đẩy thì bên phía của Team Well họ đang làm rất là tốt dành cho người chơi đi rừng của mình khi mà BJ đã có được cho mình là cả hai con cua ngay trong vòng rừng đầu và Slay đang có một nhịp di chuyển ở khu vực đường giữa. Nhưng mà có lẽ như là sẽ là kiểm soát tầm nhìn mà thôi, không có quá nhiều cơ sở để có thể hỗ trợ cho Play xử lý được goalie trong giai đoạn đi đường. Anh ta vẫn đang tăng tốc áp lực kéo thử nhưng chắc chắn là Rory không khó để có thể né, nhưng ta vẫn dính một cú cồn sấm khá là chất lượng để bị mất một lượng máu tương đối. Nhưng đây chỉ là một tình huống đe dọa không đáng lo ngại lắm từ bên phía của Buffalo dành cho Glory. Đợt lính này sẽ tràn trụ, anh ta tôi nghĩ rằng vẫn đủ khả năng hồi phục, anh ta vẫn còn hai bình máu trên người để có thể hứng đợt lính này. Trong khi đó phía bên kia Blay cũng đã về nhà lần đầu tiên và cũng đã bắt đầu làm tốt hơn cái điều mà đội hình của Buffalo cần anh ta làm là giữ được áp lực không cho con Ari này tăng tiến sức mạnh lên cấp 6 quá nhanh.
Tôi nghĩ là Team Wave họ đang làm tốt khúc đầu. Ở thời điểm đầu ván đấu trước cấp độ 6 thì Yori cùng với cả Spada sẽ hơi khó trong kèo thi đấu này. Nhưng ít nhất họ vẫn đang làm chủ được cái chỉ số lính và họ không thua so với đối phương là quá nhiều. Tạo điều kiện để hướng tới cấp độ 6 và từ cấp độ 6 trở đi thì anh chàng Yori cùng với cả Spada sẽ có những cái độ tác động nhất định. Còn bây giờ Huri với việc là anh ta mất đi hai con cua rồi đang cố gắng để có thể di chuyển và farm tiếp vào trong ván thi đấu này. Còn Sogan ở ván thi đấu này anh ta cầm lưỡi hái trong khi đối phương là cầm một cái kiếm Dora. Nếu như farm hòa như thế này thì Sogan sẽ là người có lợi. Tôi đang thấy là những nhịp di chuyển đến từ bên phía của Sài Gòn Buffalo ra khu vực đường giữa để hỗ trợ dành cho play khá là nhiều. Nhưng mà những con mắt được cắm quá tốt đến từ khu vực đường trên này đang đánh nhau. Thật ra sau đó được bật, Spada di chuyển thẳng về trụ của mình. Đó chỉ là một tình huống cô tịch muốn đẩy đường và tạo áp lực mà thôi. Anh ta đang muốn lấy thêm một lớp giáp trụ nữa với tàn phá hủy diệt. Nhưng lượng máu trụ này còn khá nhiều. Tôi không biết là nếu anh ta kích tàn hủy diệt đã có đủ để có thể lấy trụ hay chưa. Sự an toàn là có. Anh ta lấy máu của Spada thêm một nhịp nhưng cũng chưa thể nào có được lớp giáp trụ đầu tiên. Như vậy pha bung chu cuối này không có quá nhiều tác dụng đến từ cô tật khi mà Spada vẫn còn cái di chuyển mà anh ta có thể quay trở lại đường trên. Và cô tật đã đầu tư một cái chu cuối lấy lợi thế nhưng cái lợi thế của anh ta không thực sự là đáng kể. Còn Maokai, nếu như anh ta có mặt ở đường trên này thì Spada sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng Maokai là một vị tướng rất khó để có thể gánh ở thời điểm đầu bắt đấu. Và hơn nữa thì anh ta cũng không biết là vị trí đứng của DJ. Do đó thì cái pha bung chu cuối cô tật chưa tạo ra một cái áp lực đáng kể. Cô tịch anh ta đang làm rất là tốt với con bài cá sấu này, mặc dù là không chênh lệch về chỉ số farm so với Spada ở bên phía bên kia, nhưng mà cô tịch anh ta vẫn có được cho mình lớp giáp trụ, phần nào đó cái phần kinh tế đó sẽ nhỉnh hơn rất là nhiều so với người chơi đường trên bên phía của Team Well và đang có những nhịp di chuyển xuống khu vực đường dưới. Họ đang muốn đánh nhau hay chăng, nhưng mà không, chỉ dừng lại ở việc là kiểm soát tầm nhìn mà thôi. Đây là lúc mà Team Well đang cần bàn tay hóa tiễn của Slay. Chưa kéo, vẫn chưa kéo, áp lực thôi để cho Sogun có thể lấy được lớp giáp trụ đầu tiên. Coi như là bên phía của Buffalo đang làm tốt giai đoạn đi đường, họ đã lấy được một lớp giáp trụ đường dưới. Đường trên với lợi thế về mặt chất tướng, cố tịch cũng sẽ lấy được lớp giáp trụ trong lần để tiếp theo mà anh ta tấn công vào trụ của đối phương cánh trên. Thì thứ duy nhất bây giờ Team Well đang cần phải có mà họ đợi để có thể gây đột biến chính là cái chiêu cấp của Sogun đầu. Biết đây, đây cấp 6 bây giờ. Cấp 6 sẽ là cấp rất quan trọng thuộc về Team Whale khi mà họ có cặp tả xung đột kết hợp với cả Phi Hồ. Và chúng ta sẽ cùng chờ xem là Bin J cùng với cả Ori, anh ta sẽ di chuyển như thế nào. Đường giữa thì Bioluck Blaze vẫn đang cố gắng farm mà thôi. Anh ta liên tiếp bị đẩy do Ori ở thời điểm hiện tại cũng đã có được 3 điểm kỹ năng chưa quy rồi, đẩy khá là nhanh. Lúc nãy thì Bin J anh ta có về nhà và anh ta đổi thành máy quét để mà có thể kiểm soát lại cái khu vực bờ sông. Về lượng tầm nhìn được cắm ra bởi cả Play thì anh ta không giống như ở trong cái vòng rừng đầu tiên, anh ta sẽ kiểm soát được luôn cả cái vòng rừng của Guri ở trong cái khoảng thời gian đó với một con mắt vật tổ được cắm thẳng vào cái bãi chim. Nhưng mà vừa rồi thì đã không thể làm được như vậy bởi vì Guri cũng đã có được cho mình đó là cái máy quét để có thể hạn chế được cái lượng tầm nhìn được cắm ra bởi bên phía của Team Well. Hiện tại thì Sài Gòn Buffalo họ đang nhỉnh hơn về mặt tiền so với Team Well khoảng chừng 2.000 vàng do không 200 vàng do họ đã có được cho mình hai lớp giáp trụ. Lớp giáp trụ ở khu vực đường dưới cộng với việc là tích lưỡi hái của Sogun nữa đang đem lại cái lợi thế về tiền, nhưng mà thật ra nó cũng không đáng kể lắm. Cái chúng ta cần quan tâm là bây giờ sau khi đã có được tả xung hữu đột rồi thì cái combo VRI của Team Well sẽ làm gì ở thời điểm hiện tại. Và hơn nữa thì Bin J cũng sẽ nhỉnh hơn một chút cấp độ so với cả Uri bởi vì anh ta là người nắm được rất nhiều con cua trong ván thi đấu này. Nhưng bây giờ nhịp tấn công sứ giả khe nước đang thuộc về SKB khi mà Team Well họ đang bắt đầu có tình huống đổi đường. Và khi mà đổi đường như thế này thì chắc chắn là rất khó kiểm soát tầm nhìn. Và SKB họ đang lấy con sứ giả này. Có thể là họ sẽ muốn đổi mục tiêu so với lại đối phương khi mà con rồng đầu tiên của ván đấu vẫn chưa được ăn. Và những nhịp di chuyển đến từ bên phía của Team Well đang ủng hộ cho việc đó. Khi mà con rồng công nghệ này sẽ chắc chắn sẽ được khởi động đến từ bên phía của Bin J mà thôi. Con sứ giả được ăn dành cho bên phía của Sài Gòn Follow. Và có lẽ như họ sẽ muốn di chuyển lên gánh trên của bản đồ, hoặc là ít nhất đợi cho đến khi nào mà một thời gian thích hợp để mà thả khu vực đường giữa để mà lấy cho mình cái trụ một này. Là xấu. Cái quyết định của bên phía Team Well tôi nghĩ là cũng thú vị ở cái điểm là họ xác định rằng đội hình của họ chưa đủ khả năng cạnh tranh 5 năm mà họ muốn tổ chức những pha đánh nhỏ lẻ. Thực ra điều này là đúng tại vì Vi và Rin không phải quá mạnh ở trong những tình huống 5 năm mà họ cần phải có những tình huống đột biến ở cánh chẳng hạn, hoặc là những pha tấn công bất ngờ mà họ có lợi thế về người. Thì quyết định của họ là không giao tranh 5 năm. Cầu sống đã hụt, Slay đang di chuyển ra và Glory có thể sẽ mất tài nguyên, anh ta đã phải dùng phi hồ qua từ. Như vậy là nhịp phi hồ này chỉ có thể lùi về mà thôi. Như hình như anh ta đã có được một lớp kim trụ thì phải. Còn đường trên thì Shogun đang cùng với cả Uri, anh ta đẩy ở đường trên này và có luôn sứ giả trên đất. Tôi nghĩ pha trao đổi này thì SKB họ sẽ có lợi một chút so với đối phương, bởi vì rõ ràng là khi mà đổi lane như này gặp mà đôi Vi kết hợp với cả Uri sẽ mất một khoảng thời gian nhất định để có thể phối hợp tốt. Nhưng mà tôi nghĩ rằng nó sẽ lời hơn dành cho bên phía của Sài Gòn Buffalo mà đường trên này có đánh nhau. Spada bị giữ chân nhưng mà anh ta vẫn có thể lui về được, có cả Slay ở đây. Liệu có một pha nào kéo hay không, nhưng mà đường dưới sẽ có băng trụ dành cho cô tịch khi mà chỉ có mỗi một mình anh ta ở đây thôi. Bật cho mình là phần cá sấu luôn rồi, đang cố gắng dọn lính, anh ta có thể lui về được không, dùng cho mình là tốc biến. Có cả tả xuống ngủ động nhưng mà anh ta bị giữ chân lại, bị hấp quá nhiều sát thương, nhưng mà mạng chiến công đầu đó dành cho Bia. Rất nỗ lực
và vẫn sẽ phải bỏ lại mạng. Nhưng vấn đề là Bin Jay, anh ta đã không còn tốc biến nữa. Hướng di chuyển của anh ta khá là tốt, chạy về phía của Glory được. Và mặc dù tôi nghĩ rằng cô tịch đã xử lý tốt, anh ta bật thần cá sấu lên và đã giải quyết hết đợt lính rồi. Nhưng bởi vì có Vi ở trong đội hình cho nên việc băng trụ đến từ bên phía của Team Well quá là dễ dàng. Guri thả chiêu cuối vào khu vực cánh trên, trụ vẫn còn, dịch chuyển đến kích hoạt. Nhưng nó không kịp thành công để có thể có thêm người và Team Well phải trả giá một điều là tỷ số hiện tại. Một tình huống quá nấn ná từ Sparta mà anh ta phải trả giá, và đây là một tình huống khá là nặng, giúp cho Sogan có được rất nhiều tài nguyên ở trên người. Anh ta có mạng, anh ta có được trụ đầu, và cái lượng tài chính nó sẽ dồn vào xạ thủ của SKB, anh ta sẽ cực kỳ xanh xao. Mặc dù là trao đổi 1-1 nhưng mà tôi nghĩ là bên phía của Tiger Buffalo họ lại lời hơn, bởi vì họ vừa có được cho mình là cái trụ đầu cũng như là cái lượng tiền nữa được rơi thẳng vào túi của Sogan với cái mạng chiến đấu, với cái mạng vừa rồi. Thì Sogan hiện tại anh ta sẽ nhỉnh hơn về mặt trang bị so với Artemis ở bên phía bên kia. Anh ta có rất nhiều tiền với cái lượng trang bị mà anh ta đang có hiện tại đây, các bạn đang thấy. Mặc dù là nhìn thì nó đã giống nhau nhưng chắc chắn là với đây giày 2, sự khác biệt ở đây là đến từ cái giày 2 của Sogun rồi. Thì ở pha giao tranh tiếp theo, lợi thế dành cho bên phía Buffalo sẽ có tương đối. Những cái thứ mà tôi đang cảm giác là hơi không biết là có phải là chưa tốt dành cho bên phía Buffalo hay không, là nãy giờ tỷ lệ cầu sấm của Play đang khá thấp. Cầu sấm trúng khá thấp đó. Có lẽ là Play sẽ cần phải nắn nót hơn trong thời gian tới. Còn bây giờ Sogan anh ta có thể sẽ gặp nguy hiểm. BE đang có mặt ở vị trí đứng dưới này. Bin Jay cũng là như vậy. Sogan vừa hoàn thành xong cái lễ hái. Và liệu anh ta có đủ tỉnh táo để có thể lui về hay không? Vẫn còn chiều cuối trên người. Đó là Sogan vừa đổi cho mình nhưng mà Slay có thể gặp nguy hiểm nha. Người bị làm choáng phía bên này đó là Slay, và ta tốc biến vào sát tường thôi chứ không thể nào qua tường được. Sogan đang đấu xung với Artemis, pha giật lông đã không có thể nào có giữ chân. Artemis kêu gọi BE quay lại hỗ trợ vì Slay chắc chắn đã phải nằm rồi. Bin Jay là người có được điểm hạ gục, Guri kịp có mặt để bảo kê cho Sogan. Như vậy là tỷ số được nâng lên thành 2-1 cho Team Well. Và để xem họ có tận dụng vào thời điểm này tấn công xuống đường dưới hay không. Những cái lớp kiên trụ vẫn đang còn, Sogan thì vẫn đang còn một cái lượng máu ổn. Như vậy pha đẩy này nó sẽ hơi mạo hiểm. Và quyết định của Team Will đó chính là sẽ lùi về trong tình huống này, khi mà Makai trong tay Guri đang chờ sẵn một tình huống phản công với quyền lực thiên nhiên. Đó là một nhịp di chuyển tốt đến từ bên phía của Team Will để có thể khai thác vào người chơi hỗ trợ bên phía của Sài Gòn Buffalo. Sogan vừa rồi anh ta đổi thành cái máy quét để mà có thể phá mắt ở khu vực cánh dưới của bản đồ, bởi vì anh ta biết ở khu vực cánh dưới lúc đó khi mà anh ta đang ở trên để mà có thể ăn cho mình cái trụ đầu ở khu vực đường trên đó, thì chắc chắn ở khu vực đường dưới bên phía của Team Well sẽ rất là muốn khai thác vào người của Sogan. Anh ta rất thông minh khi anh ta di chuyển về đổi cho mình cái máy quét để có thể phá hết được cái lượng tầm nhìn đến từ bên phía của Team Well, cho anh ta một khoảng trống cực kỳ an toàn để mà tiếp tục gia tăng thêm cái lượng trang bị nữa. Guri đang tổ chức kiểm soát tầm nhìn xung quanh khu vực hang rồng. Rồng thứ hai chúng ta trong ván đấu này sẽ là rồng lửa. Team Well vừa đạt được một loạt những ngưỡng trang bị của mình, tương tự như vậy với lượng tài chính dồi dào hơn một tí, cụ thể là hơn 1.100. Thì bên phía của Buffalo cũng đã có những trang bị lớn của mình. Sogun đang khá là thấp máu, Artemis đang bị rình. Tuy nhiên anh ta không đơn độc, BE đã có mặt để đây hỗ trợ cho xạ thủ của mình. Máy quét được kích hoạt để cho hỗ trợ của Team Well có thể phá mắt ở trong bụi. Trong khi đó ở rừng trên, Cung Tịch là người bị tấn công, không thân cá sấu, không tốc biến, bị dính khô máu. Và với hai người cùng đánh thì cực kỳ khó Cung Tịch có thể sống được. Một tình huống di chuyển rất hay từ Bin Jay, đáp trả ngược lại thì sao? Đó SKB họ đang muốn thả quyền lực thiên nhiên xuống đường dưới này. Nhưng có lẽ BE cũng cả Artemis rất cẩn thận, và tình huống này tình huống mà cả hai người chơi đều full phép một trận. Chủ động mở luôn, BE là người mở giữ chân Sogun lại. Anh ta đang bị dính thiêu đốt, Bada đang tới, Bada có tốc biến nhưng ta không tiếp cận được Sogun. Phải dùng pha mở đường của mình để rút lui. Bản năng sắc không được kích hoạt nhưng cũng có bảo tố nổi dậy. Người bị dập đoán lại là Guri. Trong khi đó thì Slay sẽ phải nằm xuống để cho hai đồng đội của mình chạy thoát. Bin Jay để dứt điểm Play ở khu vực đường giữa, hai mạng liên tục cho Team Well. Và liên tiếp là những tình huống có lợi dành cho Team Well, một tình huống tấn công rất mạo hiểm của SKB, nhưng Team Well chưa muốn dừng lại. Lý do tại sao họ phải dừng lại khi mà Sogun bây giờ như cá nằm trên thớt, dịch chuyển được kích hoạt, nhưng hai thành viên của Buffalo cực kỳ thấp máu. Sogun quyết định là phá hết lĩnh, nhưng Team Well không bỏ cuộc, họ vẫn đang tìm cách tiến vào. Guri còn một chấm máu, nhưng thân cá sấu được kích hoạt cực kỳ mạnh mẽ. Sogun sử dụng tốc biến xuống, cuối cùng cũng phải nằm xuống rồi. Phía bên này thì Bin Jay đang vận cú đấm của mình, nhưng không đấm được vào Guri. Một pha giao tranh mà bên phía của Team Well họ lấy hết lợi thế mà bên phía của Sài Gòn Buffalo đã chắc chiêu từng chút một ở trong giai đoạn đầu game, có dịch chuyển tới đây. Nhưng nó lại không trúng vào những người thấp máu hơn, nó trúng vào con thương chống chịu, đó là con cờ xanh tê của Sparta. Cú đấm được sử dụng, Bin Jay còn một chấm máu, đồng đội của ta sẽ che cho ta để có thể về được. Slay không làm được gì cả trong pha này, anh ta cố gắng đang chờ đợi, cổng gia tốc hồi lại, Slay đang tăng tốc, tốc độ của anh ta rất nhanh, anh ta nhắm thẳng vào Sparta. Thôi ai cũng được, chỉ cần kéo trúng sẽ có màn hạ gục, nhưng Slay kéo không trúng ai cả. Và liên tiếp là những mạng thuộc về Team Will, và sau pha trả đầu vừa rồi chắc chắn Team Will họ sẽ là đội tuyển có lời về tiền hơn so với đối phương. Đây chúng ta sẽ cùng xem lại tình huống ở Blaze. Anh ta bị tấn công và phải lên bàn đấu số. Đây chúng ta sẽ cùng làm sao nhỉ? Có băng trượng phải giữ chân thành công này. Và sau đó là Vi trong tay của Bin Jay tới, Phi Hồ tới, tung chiêu rất hợp lý, chưa sử dụng hồn gió, tất biến theo. Bây giờ mới sử dụng hồn gió. Không,
không tung hôn gió ở pha thi đấu vừa rồi. Và quyết định của team Wales đó là lấy được mạng ở trên đường giữa địa phương và sau đó thì họ tấn công xuống đường dưới. Mặc dù là bên phía của team Wales họ đã có một cái pha giao tranh tốt hơn so với đối phương với 4 mạng cách biệt, nhưng mà về lượng tiền thì bên phía của Sài Gòn Buffalo họ vẫn nhỉnh hơn do những cái tác động ở trong giai đoạn ban đầu trận đấu đã rất là tốt để có thể gia tăng thêm một cái lượng tiền dành cho những người đồng đội ở khu vực cánh dưới bản đồ. Glory không có tốc biến, anh ta sẽ giải quyết hết được lính, nhưng Curry quyết định rằng anh ta có đủ khả năng chống chịu để băng trụ cầu sấm đã trúng và tiến vào đá bị tốt gió. Glory xử lý cực kỳ hay và play nằm xuống. Wales là chất lượng của đường giữa ASEAN. Double kill cho team Wales. Còn một lần phi hồi, ta muốn chơi không? Quyết định là chơi an toàn trong tình huống này. Xử lý quá mắc bình đến từ người chơi đứng giữa của team Wales ở pha thi đấu vừa rồi. Anh ta biết rằng là anh ta sẽ dính quyền lực thiên nhiên, sử dụng phi hồi lần thứ nhất để lùi về ở một khoảng cách nhất định. Và sau đó anh ta ngăn cản con Jay trong tay Blaze. Anh ta lao vào với cú hôn gió, với cú là băng trượng vĩnh cửu và giữ chân Blaze, khiến cho Blaze không thể là tiếp cận vào người của Rolly được. Từ đó họ đã có được một pha đắp kiểu. Tấm đau quá ta. Thật ra sao phải được bật để cô tịch bớt mất máu trong pha vừa rồi và để dọa cho đối phương lui về. Team Well đã chính thức vượt lên dẫn trước sau khá nhiều thời gian trong bán đấu này bị dẫn trước về tiền. Chúng ta cùng xem lại pha xử lý quá hay này. Và nếu mà được thì play trong pha này anh ta có thể né cái cú hôn gió đó đến từ Glory. Sau đó anh ta vẫn có thể dùng chỉ thiên, sau đó dùng một cái lượng sát thương và nó khiến cho người chơi đường giữa của bên phía Team Well chắc chắn không thoát được. Nhưng mà anh ta lại đi thẳng vào cái hôn gió mà Glory đã sẵn sàng tung ra như vậy. Nên là một pha double kill quá tuyệt vời dành cho người chơi đường giữa của Team Well. Rồi sau những lợi thế thì Team Well bây giờ họ đang vươn lên dẫn trước về tiền sau đối phương rồi. Pha đường dưới họ đã gỡ được một cái lượng tiền nhất định khi mà trước đó họ đã thua thiệt khá là nhiều tiền, khoảng tầm hơn 1k tiền. Còn bây giờ ở tình huống đường dưới nữa, khi mà Gory anh ta lấy được hai mạng đối phương thì Team Well đang dẫn trước đối phương là 1.500 tiền. Đây là một tình huống mà Team Well đang đánh bắt đầu đúng vào điều kiện thắng của mình. Đoạn thời gian này là thời gian mà họ cần phải đẩy thật nhanh nhịp độ của ván đấu, với Vi và Ari phải liên tục tạo đột biến. Và họ đã làm được điều đó với tổng cộng là 9 mạng hạ gục, và đặc biệt là bộ đôi rừng đường giữa của họ mỗi người có tới 3 mạng hạ gục. Hiện tại họ đang có rất nhiều sát thương, nhưng giờ đây là lúc mà Buffalo họ đang muốn chủ động làm giảm nhịp độ trận đấu lại bằng cách di chuyển tất cả đội hình của mình ra khu vực đường giữa, sử dụng những cái chồi non của Maokai để lấy tầm nhìn. Nhưng vấn đề là cái trụ một đường giữa của Team Well còn nhiều máu quá. Dòng sẽ là mục tiêu tiếp theo đến từ cả hai team. 2 phút 33 giây nó có dòng mới hồi sinh, và đây là linh hồn dòng đất, là linh hồn rộng của ván thi đấu này. Từ từ đã có tấn công. Curry là người đang bị giữ chân lại, tập quay ngược lại luôn, cầu sắp đi vào khoảng không, sát thương vẫn đủ cho bên Team Well. Họ tràn lên tấn công tiếp, tả xuống của đồng được kích hoạt và họ có được hai mạng. Play là người tiếp theo nằm xuống sau Curry, và cô tịch tôi cũng không thấy anh ta sống sót, lại là double kill cho Glory một lần nữa. Anh ta có phi hồ nhưng quyết định đến từ Team Well là tiếp và đã bắt được Sogun, ép phải có bảo tố nổi dậy và Glory lao lên hôn gió thành công, nhưng ta đã bị giật lông hạ gục rồi. Tuy nhiên Sogun cũng không sống được, 4 mạng cho Team Well, họ đội vẫn quá lời. Một pha giao tranh tuyệt vời nữa đến từ bên phía của Team Well, khi mà người bị bắt đó chính là Guri, và một pha cầu sấm cổng gia tốc đến từ Play nó không mang quá nhiều ý nghĩa. Và giờ đây cái trụ 2 ở khu vực đường giữa cũng sẽ thuộc về dành cho bên phía của Team Well mà thôi. Tiếp tục là Mid AZ với một tình huống xử lý cực kỳ hay. Họ đã có được 4 mạng, mất đi một mạng sắt đao của Ori. Tuy nhiên từng đó nó là không đáng nhằm nhò gì. Ở đường giữa họ đã lấy được cái trụ thứ hai rồi, và bây giờ họ sẽ về nhà shopping. Đội hình của Team Well có một cái điểm mạnh, đó là khi mà họ xanh, họ làm chung với nhau rất mạnh. Đây chúng ta sẽ cùng xem lại một con Maokai không có khả năng chống chịu quá khỏe, khi anh ta lên cho mình là một cái vũ trụ nguyên rủa và phải lấy bàn được số rất nhanh và chớp được cái góc cực kỳ đẹp đến từ người chơi đường giữa của Team Well. Ôi, và người bị cô lập đó chính là Play, khi mà bọn họ biết Sogun vẫn còn đó cho mình là cái bảo tố nổi dậy, nên khả năng bắt vào người chơi xạ thủ của Sài Gòn Buffalo sẽ rất là hạn chế. Nhưng mà khi mà đối phương đã nằm xuống hết 3 người rồi thì chỉ còn mỗi Sogun cùng với cả Play. Thực sự không có quá nhiều thứ mà Sài Gòn Buffalo có thể làm ngoài trừ pha rút lông đến từ Sogun để có thể dứt điểm được người chơi đường giữa Team Well mà thôi. Bây giờ quay trở lại với tình hình của ván đấu, chúng ta đếm mạng thì chênh lệch rất lớn dành cho bên phía Team Well. Nhưng nếu như nhìn từ góc nhìn của Buffalo, nhiều đây tiền chênh lệch chưa phải là thảm họa. Họ cần phải tập trung lại để hướng về con rồng tiếp theo, nơi mà họ có thể có pha giao tranh. Nhưng mà vấn đề là bây giờ Team Well đã lấy hết tầm nhìn. BJ lại vào vị trí, Play đã tốc biến qua từ Guri, thả chiêu cuối để hỗ trợ. Team Tuy Kích đã trúng nhưng sẽ không có bản năng sát thủ. Gory là người vào, hôn gió trúng. Điểm A cũng đã có cho con Ari này. Một pha mở cực đẹp của Bia giữ chân hai ba thành viên của đối phương. Con tịch bơi vào nhưng không thể ta bơi ra. Lại là Gory có mạng, lại có phi hồ, lại có hôn gió. Và lại là Sogun sẽ phải nằm xuống. Team Well đang hủy diệt hoàn toàn Sài Gòn Buffalo. 16-4 đang là chỉ số đến từ cả Team Well cùng với cả Sài Gòn Buffalo. Nhưng mà mới chỉ 19 phút thi đấu mà thôi, và khoảng 20 giây nữa là con Baron nó sẽ xuất hiện vào bên phía của Team Well. Họ đang suy nghĩ đến việc đó khi mà vẫn còn Ultimate, vẫn còn Glory ở trên bản đồ. Baron chưa xuất hiện.
10 giây nữa có Baron mới xuất hiện và Team Will họ đang bắt đầu làm vận sức rồi. Họ đang bắt đầu chờ và oặt công ty với nhau để chờ có Baron này hồi sinh. Đó, xuất hiện. Team Will tăng tốc quá khủng khiếp ở trong bảng thi đấu đầu tiên này. Bắt đầu kể từ thời điểm mà chúng ta nói về cái điều kiện thắng của họ là Vi và Ari, thì thực sự là BeamJ và Lori đã cho chúng ta thấy Vi và Ari nên được đánh như thế nào với liên tục là những pha tăng tốc. Và giờ đây thì tổng cộng là 16 mạng sau 21 phút thi đấu cộng với con Baron ngay từ khi nó vừa hồi. Quá khủng khiếp là hai vị từ dành cho Lori cùng với cả BeamJ ở pha thi đấu vừa rồi. Thậm chí là Blaze sẽ tăng tốc biến qua tường có Maokai để bảo kê, nhưng anh ta vẫn không thể sống được với tình huống mà phi hồ tới kết hợp với cả tốc biến của Lori. Thậm chí Lori anh ta liên tiếp hồi những cái stack phi hồ khi mà lấy được một điểm hàng hoặc hỗ trợ và sau đó anh ta hồn gió trúng người Sogan. Bây giờ SKB họ cần phải làm gì đây? Lợi thế đã là quá nhiều thuộc về Team Will rồi, họ đang cần phải có tiền thưởng mục tiêu ngay lập tức và Blaze là người lấy đi tiền thưởng mục tiêu này. Và rất là nhiều thành viên của bên phía Sài Gòn Buffalo phải di chuyển xuống một cánh dưới của bản đồ để mà có thể hỗ trợ cho Blaze để mà lấy được cho mình cái trụ một đầu tiên ở khu vực đường dưới và cũng là trụ thứ hai dành cho bên phía của Sài Gòn Buffalo. Và bên phía của Team Well ngược lại, họ tập trung người ở khu vực cánh trên sau khi đã thấy được Blaze đang đẩy ở khu vực đường dưới, nhưng mà có lẽ những cái sải tay đến từ Optimus nó vẫn đang hạn chế để có thể chạm được cho mình vào cái công trình này. Đúng vậy, đội hình của Team Well dù gì họ cũng cần phải có những pha giao tranh ở xa trụ, tại vì nếu như họ băng vào trụ thì vẫn sẽ rất nguy hiểm khi bạn đối mặt với lại Maokai. Chúng ta cùng chờ đợi xem họ triển khai pha công trụ này như thế nào với cái tầm hoạt động tương đối hạn chế của Artemis, và do đó họ đang gặp một chút xíu khó khăn ở cái trụ hai đường trên. Họ có thể sẽ phải lựa chọn việc lui về khu vực hang rồng để một là ăn rồng miễn phí, hai là mời được bên phía Buffalo ra khu vực rồng để giao tranh, mà tôi nghĩ Buffalo sẽ không ra. Họ kéo người lên khu vực cánh trên chỉ đơn giản là để cho Sparta, anh ta có khoảng thời gian để đẩy lính ở khu vực cánh dưới, sau đó là kiểm soát lại cái lượng tầm nhìn ở khu vực đường giữa, thì họ sẽ có một cái lợi thế hơn cho bên phía của Sài Gòn Buffalo về mặt tầm nhìn ở khu vực cánh dưới của bản đồ. Thực ra con Baron đầu để mà đẩy thẳng tới công trình của đối phương là cái nhà lính nó hơi khó một chút xíu. Sau đó thì tiếp tục rồi. Đơn độc quá, con cá sấu thì chẳng làm được gì cả, bản năng sơ đồ đã được kích hoạt và Artemis là người có sát thương cuối cùng. Phần thưởng quyến mại đó là cái trụ hai đường dưới đã thua người. Lúc này khả năng phòng ngự của bên phía Buffalo đã bị hạn chế, hôn gió lại trúng. Nhưng pha kéo rất hay của tay khiến Bia đang kẹt trong căn cứ của Buffalo. Anh ta vẫn kịp tốc biến ra. Team Well vẫn không mất ai cả và họ có thể lui về con rồng. Như vậy quyết định của họ là lùi về hang rồng ở trong tình huống này. Họ sẽ không quyết định công thẳng xuống đường dưới thêm một lần nữa. Và Team Well bây giờ họ đang hơn đối phương là tầm khoảng 6k tiền. Họ vét thẳng những cái mục tiêu rừng của đối phương và sau đó là lấy đi con rồng thứ 3 của bán thế này, cũng là con rồng thứ 2 của họ. Lợi thế đã là quá nhiều rồi. Bây giờ chỉ là vấn đề là bên phía của Team Well họ sẽ cố gắng kết thúc cái ván đấu này như thế nào mà thôi, khi mà cái chênh lệch hiện tại là 17 mạng so với 4 và cách biệt là khoảng chừng 6.000 tiền hơn dành cho bên phía của Team Well. Nghe trong giai đoạn này thì những vị trí như là Play cùng với con Shogun cũng đã sắp hồi lại, đã có được cho mình là tốc biến đến từ Shogun và Play cũng đã sắp hồi lại rồi. Thì tôi nghĩ là những cái pha tiếp theo đến từ bên phía của Team Well họ sẽ muốn khai thác tiếp vào người của Play. Một vị tướng Jay hiện tại đang có một chỉ số cây đây là 041, vẫn chưa hoàn thành xong cho mình đó là thần kiếm Muramana. Hiện tại đội hình của Buffalo rất mỏng, tôi không thấy có bất kỳ vị trí nào của họ có thể chịu đựng được cái những pha tràn lên của bên phía Team Well cả. Ngay cả là Guri, anh ta lên thuần sát thương luôn đó, khi mà hai trang bị của ta đều là hai trang bị sát thương. Tôi biết là anh Lu anh với anh Điền có để ý hay không, đội hình của Team Well về led thì hơi yếu một tí, nhưng rõ ràng là khi mà họ sạch Snowball rất khỏe. Chắc không có led trong ván này đâu. Không có thể rồi. Không led nổi trong ván thi đấu này. SKB bây giờ nhiệm vụ của họ là đợi cho con Jay có được thần kiếm Muramana trước đã, sau đó thì chờ đối phương mắc sai lầm với những pha kéo đến từ của Slay hoặc đối phương băng trụ và thả về lực thiên nhiên ra để có thể giữ đối phương. Đây kéo thật ra đây rồi. Chính xác là như vậy. Bây giờ họ đang hơn người, họ có muốn tấn công tiếp hay không? Đó là cái mạng shutdown, mà cái mạng shutdown đó nằm thẳng vào tay của Shogun. Người bị kéo đó chính là Artemis, anh ta không kịp dùng cho mình đó là cái tốc biến để thoát ra trong pha vừa rồi. Ủa tớ có lẽ như tôi nghĩ pha này cũng hơi khó tại vì mất đi sát thương. Đây chúng ta đừng chắc là không nên dự đoán đây nha. Đó vừa nói xong Slay cho một đấm vào mồm luôn. Đó chính là những cái trường hợp để giúp cho SKB họ có thể quay trở lại ván thi đấu này, và họ đang kéo pha ngay lập tức kéo pha thành công đó đến từ Slay. Năm người kéo đúng ngay Artemis. Và nhìn vào lượng đồ thì Shogun không thể thua thiệt hơn so với Artemis ở bên phía bên kia. Và Slay đã có một cú kéo gần như là khuất tầm nhìn. Vẫn quá vậy ta. Vẫn dính vào người của Artemis và màn chấm dứt lên lại nhường được vào tay của Shogun luôn. Anh ta bằng đồ luôn so với Artemis ở bên phía bên kia. 5.000 tiền trên lần chúng ta hiện tại là 5.000 tiền. Và xin nhắc lại một lần nữa nha, thật ra bây giờ thì Team Well vẫn đang nhận trước rất là nhiều, nhưng mà họ có một cái điều kiện thẳng là nó tầm khoảng chừng 30 phút là dứt điểm được ván đấu với một lợi thế lớn. Còn nếu như sau giai đoạn đó mà họ chưa dứt điểm được ván đấu thì sẽ bắt đầu có những vấn đề cho bên phía của Team Well.
Đúng là như vậy. Sau phút 35 của ván đấu thì Jay cùng với cả con bài là Saya kia kết hợp với Maokai sẽ là một cái sức mạnh vô cùng đáng kể thuộc về SGB. Và 5k tiền chưa phải là một cái chênh lệch quá lớn. Tuy nhiên cấp độ sẽ là vấn đề rất lớn giữa hai team ở trong thời điểm này. Kéo hụt rồi. Binjay đang giữ chân cô tịch lại, team Rocket bắn vào cũng Bia đang bị giữ chân nhưng cô tịch bị hủy diệt quá nhanh, anh ta không đủ sức chống chịu. Tiếp tục là pha lao lên nhưng lần này không giữ chân được bằng văn trường. Đội hình của Team Well chỉ tìm được một mạng mà thôi, hiện tại không có mục tiêu để họ có thể tiến vào. Và liên tục bắn tia Rocket đến từ Artemis nhưng mà nó không mang lại quá nhiều ý nghĩa bởi vì đây là một con Kai'Sa lên cho mình là sát thương chí mạng. Sai con bên phía của Team Well họ rất là khó để có thể lao lên tiếp tục bởi vì Shogun hiện tại đang là một vị tướng có khả năng đánh lùi rất là tốt với những cái khả năng rút long cũng như là cái bảo tố nổi dậy của mình. Khi mà Binjay anh ta đầu tư luôn cho mình cái tả xung hô độc liệt, đội hình của bên phía Team Well họ muốn lao lên đó nhưng mà họ không còn những công cụ để có thể làm được như vậy bởi vì họ sợ trước cái lượng sát thương của Shogun. Một con Saiya đã có được cho mình khoảng chừng 3 món trang bị và một cái đồng hồ trên người. Chúng ta sẽ coi là bên phía Team Well sẽ giải quyết bài toán Baron như thế nào. Họ là đội đang có lợi thế, họ sẽ chủ động. Nhiệm vụ của họ bây giờ là tiến ra khu vực Baron, sau đó là quét tầm nhìn và sẽ dùng Baron để đánh bật ngược trở ra. Đó là, tôi nghĩ là bài mặc định, là bài cơ bản thời điểm hiện tại, chứ bạn sẽ không thể nào dùng con Baron này để 50-50 được. Phải đánh bật ngược ra, và đội hình có đánh bật ngược ra tôi nghĩ là khá là dễ. Với cái gì, với những đội hình, với những con tướng mà họ đang có, Vi, Ahri, Rell đều những con tướng bật ngược ra dễ. Nhưng mà nếu như bị kéo pha này, ui. Spada có mở được nhưng mà nếu mà pha kéo đối chúng thì có thể ta sẽ không lao lên rồi. Tá xuống vô đồ, họ đang nhắm vào Kuri nhưng pha tốc biến qua tôi này khiến khoảng cách rất xa và lao lên rất mạo hiểm của Artemis. Nhưng ta có bia theo để hỗ trợ cả Spada của mình. Ui, Artemis nằm rồi. Bản năng sát thủ đã trở thành một chung của Artemis và giờ đây thì bên phía Buffalo sẽ tiến ra khu vực hang Baron, không rừng, không xạ thủ, không đường trên. Team Well không thể can thiệp pha này. Đúng là như vậy, và sau cái pha ăn Baron này thì SKB có thể là sẽ san bằng về tiền so với đối phương. Và đây là thời điểm mà SKB họ có thể bật ngược lại ở trong ván thi đấu này. Một tình huống tấp biến cực kỳ hay đến từ Place. Nó kéo theo, đó là người chơi đi rừng của đối phương. Thôi xin lỗi mọi người, đó là tình huống tấp biến của Uri. Nó kéo theo Binjay qua cái hang, đó là hang chim ở trong pha thi đấu vừa rồi. Và từ đó là Binjay bị cô lập. Và sau đó thì Artemis không hề được chơi. Đây, chúng ta sẽ cùng xem lại tình huống này. Tình huống Uri tấp biến cực kỳ hay. Ta lao vào quá. Đó là một pha, tôi nghĩ đó là một pha ép không cần thiết đến từ bên phía của Simwell. Khi mà Maokai là Uri, anh ta có được cho mình là đồng hồ, khả năng bắt một cái vị tướng khi đi rừng này rất là khó. Và những người đồng đội đến từ bên phía của Sài Gòn Buffalo họ vẫn có mặt ở đó để có thể phòng ngự cũng như là giúp cho người chơi đi rừng của mình chiến thắng ở trong pha giao tranh vừa rồi, bởi vì Saiya cũng bằng đồ so với lại Artemis ở bên phía bên kia. Cái ý đồ của Team Will đó là họ muốn nhấp nhả và cố gắng giữ chân đối phương và bắt được ai thì được tốt, bởi vì cái đường về của SKB là quá xa. Những tình huống tốc biến của Uri đó là một tình huống tốc biến rất xuất sắc. Còn bây giờ Team Will họ đã mất đi một loại Baron vào tay của đối phương rồi. Cấp độ bây giờ sẽ không phải là vấn đề lớn nữa khi mà SKB đang có dấu hiệu là vươn lên cấp độ so với đối phương. Thi thoảng tại vì lâu quá tôi không làm playoff reset cho tôi quên mất là một trong biệt danh của giải đấu chúng ta là giải bánh trắng mở rộng. Ui, gió trúng rồi. Băng trưởng cũng trúng. Artemis tiến lên bắn nhưng mà ta cũng phải dừng sát thương trả lại. Binjay quyết định lao thẳng vào. Và Binjay chúng ta cũng muốn cực kỳ khủng khiếp. Khoảng trống đã được tạo ra. Team Well tiếp tục tràn lên và họ đã quét sạch tất cả mọi thứ trước mặt của mình. Sẽ không còn bất kỳ ai bên phía Buffalo nữa. Và thắng lợi vẫn thuộc về Team Well. Một pha gom người quá tốt đến từ BE, anh ta gom được 4 người trong pha vừa rồi và giúp cho bên phía Team Well họ có được cho mình một cái khoảng trống cực kỳ tốt dành cho Artemis để mà ta liên tục xả sát thương, và đây có thể là ván thắng dành cho đội hình của Team Well ở trong ván 1 này. Nhưng mà lính vẫn chưa tới, rất là khó khăn để có thể phá được cho mình cái trụ 1. Họ end được không? Họ có end được không? Được, tôi nghĩ là được, đứng tới rồi. Một tình huống mà hôn gió xuất sắc từ Ori giúp cho người chơi hỗ trợ là BE có thể tạo ra một pha, là một pha combo gom người sức hút kinh hoàng quá đẹp đi. Soga này ta không hề được chơi ở pha thứ vừa rồi, lên bản đồ số rất nhanh. Slide hồi sinh rồi nhưng một mình anh ta là không đủ, và sẽ là chiến thắng dành cho Team Well ở ván thi đấu thứ nhất này. Một cái ván thi đấu mà gần như là chúng ta cứ nghĩ rằng bên phía của Sài Gòn Buffalo một pha giao tranh họ có được cho mình đó là bù lại Baron, sau đó là họ lại bị gom người bởi chính BE luôn, rồi họ thua luôn cả cái ván đấu đầu tiên ở trong cặp BO5 này. Trong khi đó ở Sài Gòn Buffalo ở trong giai đoạn ban đầu họ lại có được cho mình quá nhiều lợi thế về mặt lớp giáp trụ, về mặt cái trụ đầu dành cho Shogun, nhưng mà chỉ vì một pha giao tranh ở cánh dưới của bản đồ cực kỳ rướng đến từ Sài Gòn Buffalo và khiến cho họ phải trả giá bằng cái ván thắng này. Một ván đấu mà đúng như hồi nãy cái khoảnh khắc mà tôi đang nói, đó là biệt danh của giải đấu chúng ta là bánh tráng mở rộng, mà cho nên là ván đấu này nó cũng tương tự như vậy. Khi mà lợi thế nó đã đảo chiều liên tục ở trong suốt chiều dài của ván đấu và cuối cùng đội có được thắng lợi, đó là hình thể của Team Well.
và một màn trình diễn mặc dù có rất nhiều cá nhân mà chúng ta phải gọi tên từ Newton Well, nhưng Glory có một ván đấu khá là tốt. Vậy thì chúng ta hãy đến với bàn phân tích để xem là những chuyên viên phân tích chúng tôi nói gì về ván đấu đầu tiên vừa rồi. Và vừa rồi là một trận đấu, một ván đấu phải gọi là vô cùng căng thẳng, giải lật bánh tráng mở rộng VCS, và em cứ có cảm giác giống như là chỉ cần rớt cái bút xuống lụm xuống, ngước lên là thấy không biết là đội tuyển nào nó sẽ lật lại luôn. Vậy thì trong ván đấu vừa rồi, Team Wales đã giành chiến thắng trước Sài Gòn Buffalo. Vậy thì anh Hải Dương nghĩ như thế nào với những chiến thắng đó? Nó nghĩ là có thể hỏi Mikro trước được. Nhìn Mikro trước vậy, con có vẻ là muốn nói lắm rồi đó. Thì theo em cái ván đấu này thì là tầm phút mà đánh bình thường cho đến phút thứ 9 là bên SGB ăn được con sứ giả và họ có một cái pha siêu up lên top để ăn trụ đầu rất là hay. Nhưng mà kể từ cái pha mà Slay bị bắt lẻ dưới rồi xong mà mọi chuyện giống như là SGB tự hủy là chính. Rồi xong từ những cái thế mà bị quăng như vậy á, rồi xong rồi T-Dub chỉ còn việc Cinnabon cái ván đấu thôi là thành cái thế trận một chiều luôn. Rồi xong T-Dub lại có một pha quăng, một pha là Itemix bị kéo, và một cái pha mà ở ngoài thêm một cái pha mà Itemix R vô ngay bẫy chim. Bẫy chim đúng rồi. Xong là quăng hai pha xong mất Baron. Xong cái là All Mid Team Well làm một cái combat rất là đẹp xong game. Okay. Tóm tắt rất nhanh ngắn gọn ván đấu vừa rồi của Team Well cũng như rất là chúng tôi đang định là bàn là hãy nói về pha lật kèo của SGB là như thế nào. Trận đấu này liệu sẽ diễn ra phức tạp sao? Thì Remind đánh rơi cái bút bi cái, ngẩng lên thấy Team Well combat thắng. Và là họ end trận đấu này luôn. Thực ra đây đúng là một cái ván đấu mà chúng ta không thể biết được là đội tuyển nào là đội mắc sai lầm nặng hơn. Nhưng mà rõ ràng là chiến thắng chỉ có một khi mà Team Well là đội giành chiến thắng. Vậy thì anh hỏi Big Rome câu đấy là đã bao giờ em rơi vào cái tình thế như kiểu là của Sài Gòn Buffalo, kiểu là khi mà mình mắc lỗi quá nhiều ấy và mình đang lật như vậy ấy, thì theo em ấy thì cái quyết định đẩy đường giữa của Sài Gòn Buffalo nó phải chính xác không? Thật ra em thấy cái việc mà tập trung đường mid vậy nó cũng không có hiệu quả lắm. Tại vì thứ nhất á, là mình phải nên kiểm soát trước cái đã. Với lại đội hình có SGB là có JC với Maokai thì mình nên tập trung kiểm soát ra hai cái cánh và mình bóc từ từ. Hoặc là mình có thể chia ra đẩy lên bằng cái việc là mình có Baron để mình lấy lợi thế lại dần dần. Mình có thể là mình đợi spell của AD mình, mid mình, top mình đánh chậm lại cho cái thế trận nó cân bằng. Còn cái pha hồi nãy là lên cao quá xong là bị bắt. Đây chúng ta có thể xem lại một trong những tình huống mà ném rất mạnh của Team Well. Nhưng mà sau đó thì họ vẫn đây chưa phải pha ném. Pha sáu. Chưa phải pha ném. Pha này là đang hủy diệt. Đội hình của Team Well thật ra thì có khá là nhiều công cụ để mà mở giao tranh đây. Nhưng mà còn Sài Gòn Buffalo thì họ hiện tại họ lại cần mạnh đầu game hơn, nhưng mà gặp Team Well thì lại là một team đánh mạnh, đánh chậm. Thì Mikoro cảm thấy như thế nào khi mà gọi là cái cách vận hành của Team Well với Sài Gòn Buffalo hiện tại? Thì bên thì cái khúc mà như hồi nãy thì em có nói là bên SGB họ siêu up lane đang rất là tốt. Họ chỉ cần kiểm soát lại là đánh theo quay lính và kiểm soát rồi đánh từ mục tiêu. Ý nhanh ở đây là chức tướng. Chức tướng là mình có khả năng là mạnh đầu game và giữa game. Thì nếu mà họ tận dụng được cái thế mạnh là mạnh đầu giữa và kiểm soát từ mục tiêu thì họ mới có lợi thế chứ không có. trong cái hồi nãy họ chưa có tận dụng được cái lợi đúng thế rồi. Đúng không? À, họ chết lẻ nhiều quá, giống như là một pha là Slay đi cắm mắt boss là bị cam nè. Rồi xong là có tịch bị bắt không flash, không R, bị bắt trên top. Rồi xong một cái pha là Play cố gắng giết Glory xong bị chết lại. Rồi xong mà một cái pha đai Glory với boss nữa. Như em kể thì có thể là mọi người thấy là bên SGB tự hủy là chính đúng không? Đúng. Nhưng mà thực ra là cũng đúng là SGB tự hủy rất là nhiều, nhưng để mà nắm được những cái sai sót đó của các thành viên bên phía Sài Gòn Buffalo ấy thì Team Well cũng phải có những cái nhân tố tạo nên sự đột biến. Và mình rất là ấn tượng với màn trình diễn của BinJ và Glory trong cái ván đấu vừa rồi, khi mà đây là đội tuyển duy nhất sử dụng cặp đôi V với cả Ari cho đến thời điểm hiện tại tại VCS, và MVP dành cho Glory với những pha
hôn gió mắc tầm, đặc biệt là trong cái pha đẩy đường giữa đấy. Đó là một cú hôn gió trúng vào play, sau đó Trượng Băng ép đi cái đồng hồ của con dây. Nó khiến cho SGB bị vỡ trận hoàn toàn cái pha giao tranh đấy. MVP xứng đáng ấy chứ. MVP rất là xứng đáng khi mà thật ra đây cũng là một trận đấu mà có rất nhiều pha xử lý mãn nhãn. Nếu mà anh thấy là cả Glory và kiểu như là những Sogan chẳng hạn. Sogan cũng là một thành viên cũng đã có những cái màn gọi là thể hiện ở phần dưới boss lần trước. Nếu mà Piccolo đã có khen cái pha đó đúng không? Có một cái pha mà Sogan đã xử lý rất là tốt ở dưới boss. À, là cái một cái pha xử lý trong trụ. Là Sogan anh ta rất là bình tĩnh, là né kỹ năng xong rồi lát và đỡ được mạng. Và đó, cái pha đó đã xoay chuyển rất là nhiều cái tình thế của Sago Flow trong cái pha đó, ván đấu vừa rồi. Vậy thì chúng ta hãy cùng nghỉ ngơi cho ít phút để chúng ta có thể đến với ván đấu tiếp theo.